Nơi đây rất là đẹp các bạn. Quay đi, đi về rộng, rộng, quay đi. Chúng tôi sẽ leo tới đó. Chinh phục leo núi cao nhất ở Gia Lai. Đây, kia là quê hương tôi, thành phố Pleiku, Gia Lai, các bạn. Nơi đây, người Gia Lai, nhiều người không biết chỗ này là chỗ nào. Chinh phục đỉnh cao nhất 1.800 m so với mức nước biển. Giờ tôi đang hết nơi quá, đi nạp quá. Đầu đàn khá là lâu. Ngày xưa người ta tập bắn cho đây. Đầu đạn trúng vô đây. Rồi, quên có điện thoại dùng Việt Nam điện. Ít đây rồi. Nơi rõ là tì rị tì tê đấy. Cô rất là hăng đi. Let's go, let's go. Đây là cái gì các bạn? Nấm. Nấm gì hề? Nấm đây chưa biết. Người ta gọi là nấm gì? Đây này. Đạn mí bắn qua đây. Đồ đạn. Như xưa này. Chiến tranh. Thằng kia lên được rồi đấy. Mình sợ mình không lên được. Làm thế nào? Các bạn có thể lên tầng 1 để chơi. Đâu, mình lên, chắc mình không lên được rồi. Làm thế nào? Cứu mình với. Mình đã lên được tầng 1, các bạn. Đồ, sợ kê, kinh khủng. Gió. Đây, đã lên được tầng 1. Và tiếp tục lên tầng 2. Tầng 2, tầng 3 là tốt. Tầng 1 được bằng phẳng. Đây, tầng 1. Trên đây có cái đồ. Lên được tầng đây rất là mạnh, mất máy. Cẩn thận nha. Đấy, rất cao đấy. Còn dễ đâu. Rất là xong luôn đấy. Đồ, nhảy đi. Nhảy dù ơi. Trời sắp mưa. Hôm nay thời tiết không đẹp. Đó là một mát nhưng mà lạnh. Dùng để bắn máy bay à? Đây. Quả bom à? Các bạn đừng có nghịch. Tôi xem phong cảnh nghịch cái đây ạ. Rất nguy hiểm. Đây. Giới thiệu các bạn. Kia là ngã tư Biển Hồ nha. Bên kia là ngã tư Biển Hồ. Còn kia là nhà Phật đúng không? Thấy cái hai cái thông kia này. Đường thông ở Biển Hồ kia này. Đầu đạn bắn máy bay.